herbs and spices Các loại thảo mộc và gia vị Phần 2 Gia vị gia tăng hương vị Đây là gì đây Ngũ vị hương Ngũ vị hương Tên tiếng Anh đọc là Five spice powder. Five spice powder. Đây là gì đây? Bột cà ri. Bột cà ri tên tiếng anh đọc là curry powder curry powder đây là gì đây quế quế tên tiếng anh đọc là Cinnamon. Cinnamon. Đây là gì đây? Đinh hương. Đinh hương. Tên tiếng Anh đọc là cloves cloves Đây là gì đây? <laughs> Hoa hồi. Hoa hồi. Tên tiếng Anh đọc là Star anise. Star anise. đây là gì đây nghệ tây nghệ tây tên tiếng anh đọc là saffron saffron đây là gì đây kinh giới kinh giới tên tiếng anh đọc là oregano oregano đây là gì đây bột nêm Bột nêm. Tên tiếng Anh đọc là Seasoning powder. Seasoning powder. Đây là gì đây? <laughs> Mù tạt. Mù tạt tên tiếng anh đọc là mustard mustard đây là gì đây hỗn hợp nước dùng hỗn hợp nước dùng tên tiếng anh đọc là broth mix broth mix đây là gì đây muối ớt muối ớt tên tiếng anh đọc là Chili salt chili salt đây là gì đây ớt say ớt say tên tiếng anh đọc là Ground chili ground chili Đây là gì đây? ớt sa tế ớt sa tế Tên tiếng Anh đọc là Satay chili Satay chili